Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ có một vài cái lưu ý để khi sử dụng cái máy tuốt lúa mini nhé. Bởi vì có nhiều bác về dùng thì cũng chưa 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 thành thạo lắm đấy. Thì hôm nay mình sẽ có một vài cái lưu ý để cho mọi người sử dụng để cho nó đạt hiệu quả cao nhất. Và một vài cái tức là có nhiều bác gọi điện đến bảo là thóc nó chưa sạch này, rơm nó chưa sạch hoặc là cái thóc ra nó lẫn nhiều rơm. Nhiều cái tạp chất. Đây mình sẽ hướng dẫn luôn nhé. Đây là cái máy tuốt mini mẫu mới nhất 2020. Thì là cái đầu tiên là khi hoạt động thì mọi người ga lên giúp mình nhé. Ga lên cho nó gần hết ga đi. Đó. Ga cho nó gần hết ga. Và ga lên mọi người thấy cái thóc nó ra nó sạch là ok. Cái đường đây là cái đường ra thóc nó sạch là ok nhé. Và nó có một vài cái chỉnh chỉnh gió này. Cái chỉnh gió tức là như này, khi mà mọi người thấy cái rơm ấy, cái rơm nó ra, cái thứ nhất là cái rơm ra chưa sạch thì mọi người phải làm như này cho mình nhá. Ở đây nó có một cái này nó để tăng dây cô loa. Đây là nó để tăng dây cô loa mọi người nhá. Cái này này, cái bánh tì này để nó tăng dây cô loa. Mọi người dùng được một thời gian thì dây cô loa chắc chắn là nó sẽ rão ra. Rão ra thì mọi người tăng cái dây cô loa lên bằng cách là vặn con ốc này ra. Vặn ốc ra và nâng cái bánh tì này lên. Đây. Vặn con ốc này ra và nâng cái bánh tì lên, nâng bánh tì lên thì nó sẽ đè vào cái dây cô loa, nó sẽ đè vào như này thì nó sẽ căng dây cô loa mọi người nhé. Đó là cái thóc nó sẽ rất là sạch. À cái rơm ra nó sẽ sạch. Bởi vì nó sẽ, khi mà mọi người cái dây cô loa nó trùng nó sẽ không đủ cái vòng tua, vòng quay của cái guồng đập, nên là nó sẽ cái rơm ra nó sẽ bị lẫn thóc đó. Mọi người sẽ tăng cái dây cô loa lên đó. Đấy là một cái này. Và cái thứ hai, khi mà mọi người thấy cái hiện tượng mà có những cái hạt thóc đây này, có những cái hạt thóc mà nó bay ra theo rơm ở đây đấy, ở đây này chỗ cái thấy hạt thóc bay theo ra theo rơm thì mọi người xử lý như này nhé. Mọi người sẽ mở cái cửa gió này ra, mở cái cửa gió này ra làm sao mà cho nó mở cửa gió ra, để tức là khi mở cửa gió này ra thì cái gió nó sẽ bắn, nó sẽ phụt ra đây, nó sẽ yếu đi, yếu đi là sẽ cái thóc nó không ra đấy nữa đó. Và cái thóc nó không không ra theo rơm nữa, những cái hạt thóc nó không bắn ra theo rơm đó. Mọi người mở ra, mở đến tầm nào mà thấy cái thóc nó không bắn ra ngoài nữa là ok. Và cái hiện tượng nữa, và có một cái cửa gió nữa nhá, có một cái cửa gió nữa này. Đây, có một cái ở đây, cái thổi thóc lên đây nó có một cái cửa gió nữa này. Ở dưới cái guồng này nhá. Đây mọi người để ý nhá, ở cái guồng này này, cái guồng thổi thóc này. Đây nó có một cái cửa gió nhá, tức là cái thóc nó sẽ xoắn theo cái đường xoắn này sang sang bên cái guồng hút này. Nó sẽ bị nó sẽ đây là nó sẽ có cửa gió ở đây. Khi mọi người thấy nó không sạch cái thóc ra mà nó không sạch nữa, không sạch ấy thì mọi người sẽ hơi mở cái này ra một tí hoặc là mở hẳn ra để cho cái lượng gió nó ra đây đi. Đó. Lượng cho thêm cái lượng gió vào thì nó sẽ rất là sạch. Đó, bọn mình đã test thử rồi, rất là ok rồi, mọi người yên tâm. Cái máy này sử dụng rất là tốt. Đó, đây là cái nắp trên nhá. Cái nắp này để chỗ này chỗ ra trấu này, ra rơm, ra tạp chất, các mùi mũi miếc thứ nó ra đây. Là cái thanh đỏ này sẽ lắp vào những cái địa lắp vào đây nhá. Đó. Để nó chắn cái mũi đấy nó không bay sang cái bên bên phía mình bên phía mình. Đó. Rất là đơn giản thôi. Đó. Sau đây là một vài cái clip mà anh em bà con người ta đã làm thực tế mà làm tốt rồi ấy. Người ta sẽ đã gửi cho mình để mình đăng tải lên để quảng cáo cho mọi người nhé. Đó. Nhiều người thì đã sử dụng cái máy ngày trước là sử dụng cái máy cái đập đập như kiểu mình cầm từng bó đưa vào để cho nó đập thóc xong lại lại vứt cái bó rơm ra ấy. Thì người ta cũng biết chỉnh gió rồi là xử lý rất là nhanh, nên là mình không phải hướng dẫn nhiều nữa. Còn đây thì là mình sẽ làm một clip để hướng dẫn mọi người luôn. Đó. Còn cái clip về sau đằng sau này thì là nó người ta các bác ấy không biết, nên là các bác ấy quay 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 dọc màn hình, nên mọi người cứ xem giúp mình cái nhé, bấm chuông đăng ký kênh giúp mình luôn.